Xin chào, đôi lúc bạn muốn ghép nhiều bức ảnh lại với nhau để đăng ảnh hoặc chỉ vì bạn thích nhất thời. Nhưng làm điều đó thật là rắc rối, hoặc bạn đã làm được nhưng nó tốn một khoảng thời gian để bạn mở một app nào đó lên và thực hiện. Và hiện nay có rất nhiều phần mềm có thể làm được điều đó. Ở trên máy tính thì có các phần mềm như Photoshop, phần mềm này chỉnh ảnh rất là chuyên nghiệp nhé. Và Photocopy, hoặc là Adobe bên Photoshop Pro. Và rất nhiều các phần mềm khác nhé các bạn. Ở trên điện thoại thì có các phần mềm như PixEd. Phần mềm này chỉnh ảnh rất chuyên nghiệp nhé. Hoặc là Photo. Phần mềm này thì ghép ảnh rất là đỉnh. Và cuối cùng là Layout, chuyên dành chỉnh ảnh cho Instagram hoặc ghép ảnh. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải download và học cách sử dụng nó về máy của bạn. Và nó sẽ chiếm một phần dung lượng trong máy của bạn. Nếu bạn không sử dụng nó thường xuyên thì điều này thật sự là không cần thiết và nó mất thời gian. Vì vậy trong video này tôi sẽ dẫn các bạn một trang web trực tuyến hỗ trợ ghép nhiều ảnh thành một khung một cách cực kỳ đơn giản và đẹp mắt mà không cần phải cài thêm bất cứ phần mềm nào cả. Tên của trang web đó là Photozoner. Được rồi, hãy truy cập vào trang web này nhé. Ok, vậy bây giờ chúng ta hãy vào Google và truy cập vào trang web này nào. Link mình sẽ để bên dưới video nhé. Như các bạn đã thấy, trang web này cung cấp rất là nhiều các loại khung để các bạn ghép ảnh. Đây, rất nhiều nhé. Đó, ok, đầu tiên để ghép ảnh, các bạn hãy chọn vào Image Size. Hãy chọn size ảnh mà các bạn thích. Đây chính là ảnh bìa của Facebook nhé. Mặc định của nó là 1000x1000. Mình sẽ chọn 1920 để cho ảnh rộng ra. Sau khi đã chọn thì phải bấm vào Apply. Ok, tiếp theo đó hãy chọn tấm ảnh mà bạn muốn ghép bằng cách bấm vào SD Image đây. Đã chọn ảnh của các bạn thôi. Mình sẽ chọn vài tấm nhé. Hãy đè Ctrl và nhấp nhiều tấm ảnh lại để thêm một lúc được nhiều tấm ảnh nhé. Ok, sau khi đã xong hãy chọn vào Open. Đây cái ảnh mình mới vừa thêm. Sau đó hãy chọn vào một khung mà bạn muốn ghép ảnh. Mình thì không thích những khung này, chúng ta hãy chọn xuống Facebook Cover. Facebook Cover cung cấp rất là nhiều các khung kiểu mới lạ theo chiều dọc hoặc chiều ngang và đủ loại. Các bạn có thể chọn vào hoặc là chọn xuống Vertical, có nghĩa là theo chiều dọc nhé. Đây tất cả là theo chiều dọc. Các bạn có thể chọn một trong những cái này hoặc là Horizontal. Đây là đều theo chiều ngang hết nhé. Mình sẽ chọn tấm này và chọn đến kích thước 1000x1000 cho chuẩn. Apply. Sau đó để thêm ảnh vào khung, các bạn chỉ việc đè chuột trái và kéo ảnh vào chỉnh kích thước cho ảnh thôi. Những ảnh sau cũng vậy. Được rồi, sau khi đã chọn xong, các bạn có thấy khuôn viên màu trắng này không? Nếu các bạn muốn nó to ra hoặc là không có luôn thì các bạn hãy điều chỉnh thành Border Background này nhé. Nếu các bạn kéo càng to thì khuôn viên màu trắng sẽ càng to và ảnh của các bạn sẽ càng nhỏ lại. Nếu kéo nhỏ lại thì khuôn viên màu trắng sẽ tự động biến mất. Mình sẽ để mặc định là 4 hoặc 5 thôi, mình thấy như vậy là ảnh đã đẹp rồi. Sau khi đã chọn xong, chúng ta có thể nhấp vào Text để thêm chữ. Đầu tiên, hãy bấm vào Add Text. Chúng ta hãy viết một chữ nào đó. Ví dụ, tranh vẽ đi.
Sau khi đã chọn xong thì Ctrl A để bôi đen nó và chọn đến Edit Text, bắt đầu chọn kiểu chữ. Rồi cứ chọn kiểu chữ mà các bạn thấy thích nhé. Ok, mình sẽ chọn kiểu chữ này. Tiếp theo đó hãy chọn đến kích thước kiểu chữ, mình để 71 luôn. Hãy vô đi nó trước nhé. Được rồi, và chọn font color, chúng ta hãy chọn màu. Đây chính là màu chữ, mình để màu này đi. Và đến shadow color, hãy chọn màu luôn. Đây chính là cái màu viền bên ngoài của chữ nhé các bạn. Được rồi, cuối cùng hãy chọn đến fix color, đây chính là màu của cái hộp màu đen này nè, chọn thôi. Nếu các bạn muốn chữ in đậm thì hãy bôi đen nó và bấm vào B, muốn nghiêng thì bấm vào chữ Y, nghịch chân thì bấm vào chữ U như Microsoft vậy nhé. Còn cái opacity này, nếu các bạn kéo về thì cái hộp màu sẽ tự động giảm mờ từ từ. Sau khi đã xong, các bạn hãy đi vào ô vuông này và kéo nó lên nơi các bạn thích. Còn nếu muốn xóa hình để thêm một tấm hình mới thì hãy nhấp vào tấm hình các bạn muốn xóa và bấm đây, xóa để thêm làm tấm hình mới nhé. Còn các bạn muốn chỉnh sửa hoặc xem trước gì đó hay gì đó thì hãy nhấp vào đây và chọn zoom, đây là phóng to phóng nhỏ mình cái hình của các bạn đấy. Các bạn cứ để zoom thì cứ để mặc định, không sao cả. Còn rotate cái nghĩa là xoay nhé. Cái này bấm bạn xoay thì xoay sang trái hoặc là sang phải. Còn chữ H này chính là xoay ngược ảnh lại lên trên. Còn chữ B chính là xoay bên phải hoặc bên trái ngược lại nhé. Còn meme này thì chắc các bạn cũng đã biết rồi. Này chỉ đơn giản là ghép ảnh cùng với các nhân vật có sẵn trong đây như thế này, ví dụ nhé. Ok, sau khi đã làm xong thì các bạn hãy bấm vào chữ Save để lưu tấm ảnh của mình. Đây chính là tranh mình Save và bấm vào Lock Photo, chọn nơi các bạn muốn lưu. Các bạn có thể bấm vào Grid ở Image Like This để tạo lại một tấm hình khác. Ok, video của mình đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, subscribe và share nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.